thì hiện tại gửi đến phụ nữ 2020 là bây giờ phụ nữ mình phải mạnh mẽ hơn, mình có thể tự chủ với lại cuộc đời mình, bản thân của mình, không cần dựa dẫm cho đàn ông quá nhiều. Xuất sắc. Đối với tôi, vợ tôi là số 1 rồi vợ. Thật ra khi mà đóng cái phim này á, là đã trải qua một quá trình để mà một tháng trời đó mình nhập tâm vào cái nhân vật đó rồi, cho nên chính vì vậy mà mình có cái cảm xúc với cái nhân vật của mình khi mà ở chồng mình bị như vậy, rồi gia đình mình như vậy, rồi bản thân của mình cũng bị như vậy, thì mình cái cảm xúc nhân vật của mình nó tự động nó sẽ rơi nước mắt và ôm khi ôm con vào, là lúc đó là mình không còn là con Trang nữa, mà là Trang họa sĩ ở trong phim Đôi Mắt Âm Dương mà ôm đứa con của mình là cái chiêu thôi. Cho nên là nhiều khi coi cái phong đoạn đó ngay cả bản thân Trang cũng rất là thích. Sau cái bài ngắn thì bây giờ tới bài này thì thấy chị bị cảm xúc gia đình quá nhiều, em thấy là hình như là nó theo từng cái giai đoạn của chị. Thì diễn viên mỗi người đều có một cái giai đoạn khác nhau, giống như cái giai đoạn phim Nắng thì đó là Thu Trang khác, bây giờ là Đôi Mắt Âm Dương là Thu Trang có một tính cách khác, một cái nhìn về cái cuộc sống nó khác hơn, rồi một cái cảm nhận về cái tình mẫu tử, cái tình gia đình nó cũng khác hơn, cho nên là mỗi nhân vật và mỗi thời giai điểm, thời điểm nó sẽ khác và một cái cách diễn của mình nó cũng khác. Nhưng mà chị đúng là khi mà chị vẫn hy vọng là cái vai diễn này nó từ sau giống như vậy, có nghĩa là nó không gây là người ta hết hồn bất ngờ, nhưng mà về cái vai diễn quá là khi mà nhận cái vai này thì đọc kịch bản thì Trang đã biết cái vai của mình nó sẽ như thế nào rồi, cho nên là mình biết được là cái vai này không phải một cái vai mà khán giả coi xong rồi khán giả qua bất ngờ nữa này, khán giả sẽ không có được cái cảm giác đó, nhưng mà mình chắc chắn là mình diễn người ta sẽ cảm nhận được đây là một cái nhân vật và một cái cô họa sĩ Trang là bị gia đình, bị chồng, bị bạn như thế nào, và cái cuối là ân hận và cái hành động sai lầm của mình trước đó trong cái cuộc hôn nhân của mình như thế nào. Chị nghĩ là người vợ trong phim này có quá vị tha cho chồng của mình không? Chồng của mình thật ra thì tại vì cái bản phim này nó không có đầy đủ, tại vì do cái thời lượng cho nên là mọi người không có thấy được cái hành động của cô vợ này đôi khi cũng quá đáng với chồng. Giống như là một người phụ nữ thành công, giỏi, nhất là có tiền, như mọi người coi phim á là có thể bù của để mà cưới ông chồng về, cho nên cái sự tự tin của cái người vợ này rất là lớn. Chính vì vậy mà người chồng đôi lúc bị cái cảm xúc của một người đàn ông á, cho nên họ hơi có tự ti, cho nên là khi mà gặp một người phụ nữ khác ngọt ngào hơn thì chắc chắn là họ sẽ bị dễ bị say nắng về cái người phụ nữ đó. Thì cái điều đó là cái điều sai lầm của người vợ á, là mình cứ nghĩ là người đàn ông đó của mình rồi thì chắc chắn sẽ không phản bội mình. Cái sự tự tin của người phụ nữ, cái nhân vật Trang nó rất là tự tin đến mức độ đó, cho nên khi mà bị như vậy thì cái đó cũng là một cái cảnh cáo cho những bà vợ cho những bà vợ mà giỏi giang làm ra tiền, nhưng mà vẫn phải biết là mình vẫn là phụ nữ và chồng mình là người đàn ông. Có những cái khán giả mà yêu thích chị Trang ở những cái ban bài á, cái Tết này thì có một cái gì là năm sau thì quay trở lại là bài không với lại tiếp tục của mình. Khi mà trên con đường sự nghiệp của Trang á, lúc nào Trang cũng muốn có sự đa dạng hết á, giống như khoảng thời gian trước thì Trang đã đóng hài rất nhiều và mọi người quen mặt Trang với những cái vai hài rồi, thì bây giờ Trang muốn có những cái vai nó đa màu sắc hơn, giống như là phim Mẹ Mưa vai Mẹ Mưa trong phim Nắng chẳng hạn là một cái màu sắc khác, bây giờ tới Đôi Mắt Âm Dương là một màu sắc khác, giống như là Chị 13 lại là một cái màu sắc khác. Nói chung là Trang muốn mình thể hiện rất là nhiều cái dạng vai khác nhau. 2020 thì muốn gì thể hiện một cái loại nào? 2020 thì Trang có một vai trong Tiệc Trăng Máu, cũng là một cái người vợ, nhưng mà cái người vợ nó lại khác với lại cái người vợ trong Đôi Mắt Âm Dương, cho nên là nó sẽ là một cái màu sắc khác với Trang. Không, cái đó không phải kinh dị, đó là một bộ phim tâm lý tình cảm. Thấy mình đẹp quá vậy. Ấn tượng nhất cảnh nào vậy? Ông Trang nói giỡn thôi chứ ấn tượng nhất vẫn là cái cảnh mà trong cái phòng tắm lúc mà rửa tay rửa mặt rồi mình cười, tự cười ở trong kiến, cảnh đó thật sự rất là ấn tượng. Và cái dựng của đạo diễn rất là tốt cho cái cảnh đó. Cái cháu mình có phải diễn cái gì khác nhiều không? Rất là nhiều lần. Cái cảnh đó là quay một đêm á, quay tới 4 giờ sáng. Rồi cứ quay đi quay lại cái cảnh đó để cười sao mà cho cái nụ cười nó ghê nhất có thể. Nụ cười ma mị mà, cho nên là mình phải cười sao cho nó ma mà nó ghê nhất có thể.
hài lòng với nhau đã được chồng với nhau. Chị hài lòng với cái sự thể hiện của mình trong phim mà. Nếu như mà có sự làm lại thì mình sẽ làm tốt hơn. Nói chung là hài lòng phải 95%. Dạ. Nhưng mà từ lúc mình quay tới khi mà bây giờ chị xin rồi á, thì không biết là có bị cất cái phân đoạn đường vậy hay là có giảm bớt. Từ cái kịch bản cho tới lúc mình quay là nó khác nhau, và khi ra cái bản dựng và cái bản final này nó khác nhau rất là nhiều. Chắc chắn là nó phải bị cắt rất là nhiều phân đoạn, tại vì mình quay thì rất là dài và cái bản ráp nó chắc chắn nó sẽ hơn 100 phút, có thể là 150 phút, thì cái đó là cái thời lượng không cho phép, cho nên bắt buộc mình phải cắt những cái phân đoạn không có liên quan đến tình tiết nhiều á, thì để mình có một cái bản 100 phút chiếu cho mọi người xem. Dạ. Thì sau khi mà xem cái này, nếu mà về kẻ thứ ba thì chị sẽ nghĩ như thế nào? Mọi người xem cái phim này thì mọi người đều thấy được cái giá trị của từng nhân vật trong phim, giống như nhân vật của Trang khác, rồi nhân vật của Bảo Thanh là người thứ ba đó, kẻ thứ ba đâu có sung sướng gì đâu, cũng rất là khổ sở. Rồi khi mà không giành được người đàn ông về mình thì lại càng khổ sở hơn, rồi nhận một cái kết cục rất là cay đắng mà cũng chưa chắc người đàn ông có yêu mình, cho nên là tốt nhất cũng không nên là người thứ ba. Trang ở ngoài có phải em sợ không? Có sợ ma không? Chỉ là sợ những cái gì không? Không, bên ngoài thì Trang không có sợ ma, nhưng mà tại vì chưa gặp cho nên không sợ. Không biết gặp thì rồi nó sẽ ra sao, nhưng mà đi trên một đoạn đường vắng, rồi ví dụ như vậy thì đương nhiên là mình sẽ có nổi da gà rồi này nọ, nhưng mà không phải là sợ đến mức mà mình không dám đi. Hồi nãy em còn có tiếng lục dạng nói là chị cái đoạn mà chị với anh Quốc Trường á, hồi trẻ chị thì đoạn hài á, cái đoạn đó thì mô tả đúng không người của chị là mê trai. Quá xuất sắc, và thật sự không phải riêng mình Luật Không Đông mà cái dàn bao, từ dàn bao diễn viên, từ diễn viên lớn tới diễn viên nhỏ đều diễn rất tốt, mà đặc biệt là cái dàn bao diễn viên những anh chị cô chú lớn diễn quá có duyên luôn, từ Má Ngọc Giàu tới Vũ Châu tới Trung Dân ai cũng có duyên hết. Và cái phim này thật là may mắn khi mà được cái dàn bao như vậy, tại vì mình diễn mình có cái dàn bao cứng và diễn sướng lắm. Không bao giờ, tại vì vợ tôi có nói trước rồi, vợ tôi nói là sẽ có cảnh này, cho nên là anh đừng nói trời, anh đâu có phải là gì đâu trời, anh cũng là diễn viên anh biết mà. Thậm chí là khi mà Luật trong phim hồi đó được đóng phim mà có những cảnh nóng còn ghê hơn vậy nữa, mà vợ đừng bình thường, tại vì thực sự là hai đứa đều làm diễn viên với nhau, cho nên mình hiểu và mình biết được là trong lúc quay cái cảnh đó nó sẽ khó chịu và nó sẽ mắc cười nhiều tới cỡ nào, tại vì thực sự là cái người bạn diễn của Trang cũng là Quốc Trường, cũng là một người em trong nghề mà chơi thân với nhau nữa, cho nên là bảo đảm những cảnh đó là hai chị em giỡn với nhau là chính. Tức là cũng do là anh biết Quốc Trường ở ngoài cho nên là anh cũng không có lanh tanh gì đúng không, chứ gặp một nam diễn viên khác thì sao? Nếu mà một nam diễn viên khác đó, thì mình sẽ coi cái phân đoạn đó nó có cái gì trong đó, nếu như mà nó cần phải nuôi hay là cái gì đó là mình không chịu. Nó không em, sao phải chịu, tại vì em bây giờ thứ nhất là cái hình ảnh của em không phải là cái kiểu mà ngọc nữ mà gọi là quyến rũ đồ này kia cái nọ, đúng không? Giống như giờ kêu Luật mà đóng cánh nóng, Luật không chịu đóng. Đơn giản điều cái tướng mình xấu quắc sao mình đóng được, thấy không? Người ta khán giả người ta coi người ta thích coi những người là có body đẹp đồ này kia thôi, chứ còn mình thì làm sao được. Cho nên là nói là hai vợ chồng đã cam kết với nhau rồi là không có cổ xí cho cái chuyện là người này đóng cánh nóng và người kia đóng cánh nóng quá nhiều. Còn cái chuyện mà cái cảnh nóng trong phim này đó một xíu mà không là cái gì đó bình thường. Tức là một người làm phim thì anh đánh giá như thế nào về cái kết cấu cũng như là cái nội dung phim này á? Cái nội dung phim này á, Luật thấy là nó được đầu tư rất là chỉnh chu, và cái khâu kịch bản, cái khâu biên kịch á được đầu tư rất là chỉnh chu, mà thực sự ra là mình bị bất ngờ, khán giả coi chắc chắn sẽ không đoán được cái kết chắc chắn 100%. Nếu như mà không ai tiết lộ, không ai spoil phim á là bảo đảm không bao giờ biết được chắc chắn. Tại bản thân mình coi mình cũng còn bị lừa mà. Ở nên mình có mình nghĩ chắc nó là như vậy, nó là vậy, nhưng mà cuối cùng nó không phải vậy. Cảm nhận sau cùng quan tâm phim nó giống như em đang nói là nó người ta bao giờ một chuyện nó còn nhiều cơn, nhưng mà không, khi mình coi xong mình thấy cái tình mẫu tử và cái tình cảm gia đình đó chính xác. Đúng rồi, tại vì lúc đầu á, ngay cả bản thân mình coi cái trailer là mình nghĩ wow, cái này phim kinh dị rồi, chết thôi, sao phim kinh dị lại đi chiếu Tết vậy? No, không phải quý vị, không phải, không hề. Nó là một cái phim về gia đình.
nó là một cái phim về gia đình và có yếu tố hài hước vậy thôi, mà phải thật sự ra phải nên tới đạp xem, phải nên tới đạp xem mà sẽ cảm nhận được. Mọi người ơi, hãy đến rạp nhanh lên nha mọi người. Bây giờ, ngày mai, ngày mốt và mùng 1 Tết, từ chiếu từ mùng 1 Tết nha quý vị. Hãy tới đón xem và giới thiệu cho thật nhiều người đón xem càng tốt nha. Chúc quý vị một năm mới, phát tài, phát lộc, an khang thịnh vượng. Nhớ luôn ủng hộ cho đôi mắt âm dương nha.